Sai Lâm đó, cả 2 triệu dân quân cán chính này nọ có làm gì được đâu. À, để cho ngoài giải phóng vô, ngày xưa mình ở đây mà giải phóng vô thì phải bắt buộc phải có cái sự cải cách. Cải cách thì mình phải có cái biên chế. Không chịu được thì bắt đầu là mới có nhiều cái mà ở như các cái cấp có thẩm quyền không biết. Ngày xưa nhà nó bưng bích, còn bây giờ chỉ trong vòng một ra tích tắc thôi là biết luôn, đã có chỉ đạo ngay. Nên là ở đây thấy nhảy lầu nhiều lắm mà, phải không? Mấy anh lớn lớn là thấy nhảy lầu giờ hơi bị nhiều á. Chinh phục tính như vậy đấy, không được thì giờ thì nhảy thử thấp thấp vậy coi được không ấy. À, nó điều nó. Cho nên mình chạy xe nhiều lúc họ ứng trước cho mình hay là mình 2-3 tháng sau mình mới được lãnh. Như này là ở cái Việt Nam đây đấy là cái là chịu như cháu cái lương công ty nha. Cái công ty ấy, thì nó sẽ chốt vào cuối tháng. Thì có công ty thì nó trả vào ngày mùng 10, có công ty trả vào ngày mùng 8. Có công ty trả vào ngày 15, chẳng hạn như bên cháu nó trả vào ngày 15. Nhưng mà đây là nó đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, còn mấy cái doanh nghiệp ma đấy. Chuyển các hàng nữa rồi ra đó cái khách về nữa đúng rồi, còn đi ra đi, về nữa về là mình còn phải đi đám dỗ bà gì nè, còn qua Tết mà phải bốc mộ bố mẹ mình nữa, cho vô chùa không? Bây giờ mới bốc á hả? Chú 70 thì ông già thì ông cố phải mấy trăm rồi chứ, rồi là bốc lên cho vào chùa, dạ, bốc lên cho nó cho vào chùa, chùa bốc lên là nó ra ở đây mình nên nó bị gì ra dễ dãi hơn dễ làm theo. Cái xã hội nó đã cái an sinh nó đã tốt đâu, chỉ có đang cải thiện thôi. Rồi như con cháu hay là như bây giờ có bố mẹ già này thì cũng cứ già đến đâu thì nuôi đến đó, chăm đến đó chứ đâu rồi cái an sinh rất tốt mà thì rất tốt. Đi hoàn toàn răng cỏ rồi sức khỏe. Hậu để đây nè, để ngay cái ốc này nè quay. Nam nhỏ lắm, nói nhiều mà Việt Nam
đâu, không thấy ai là người đứng ra làm gì gì đâu, không có liên quan gì đâu, toàn thấy chống cộng không à? Không, mấy cái người đó là bảo họ là những cái người mà đi diện HO rồi đi dịch biên mà bị tù này nọ ra đóng cài đi ra là họ kiểu mà căm thù theo kiểu bản chất đó phải không? Họ không có nghĩ rằng là bây giờ mấy Canada khoảng 6 triệu rưỡi cũng cái này nó quay xa lắm, quay xa khoảng 10 cây số. Dạ, mình phải đi tập bảo quản súng ống 3 lần. Mất tiền không? Mình không đóng tiền. Nóng tính rồi đâu xả là chưa có cái luật gì đâu mà bắn rồi bắt đầu rồi sao đi học nó khóa rồi cũng bên đó là ngoài cũng xả súng mà thì nó xả súng là nó mua súng lậu cho ông ta mua súng mà đăng ký bên đó trường học nó xả súng quá vậy mà nó mua chú mua súng thì về cơ bản thì để làm gì? Để chơi anh, để lúc mà cái đất nước nó sản xuất ra vũ khí thì nó bán rồi mua cái gì để tự vệ ở nhà rồi lúc nào mình mua để mình giống như thằng nào ăn hiếp nó sẽ vui vậy phải không, mua theo tường gì đó, cái luật nó khống chế thì nó là không có gì dùng như mua súng nha, nó khống chế thì như nào nó coi mình có tạo tuổi nó chế tài về cái việc sử dụng súng ấy, là nó trong đấy nó có điều kiện thế nào thì mình để tù nè, nào bị đủ xe nó mà bị tù bằng lái gì đó thì cái gì đó đó là nó cấp vật rồi mình mới sao có cái tiền hết của cảnh sát là mình không được mua súng
còn mình ví dụ mọi công dân ngoài bình thường là ai lấy được quyền của chú à, khi mà chú mà dùng súng thì chú bắn người ta rồi à, tù chỉ có tù thôi vậy tù với hoặc là nó đeo lên án thử hình tùy theo bắn từ ba người nữa lên là mình chết ra là mình là lục đi mình đi ở trong đây ở bên đây lúc nào cũng lo lùng lớp thì à, nhưng mà mình định nó làm thì nó có lục đi rồi cái dù như đồng bình thường đang ăn với hồ con này nó vào nó đè nó tiện à. Cũng có gì có tại nước 350 triệu dân mà bắn một hai thằng thì thấy rất là khó không? Nhưng mà tự nhiên người ta đang sống ngon lành cái tình hình cái chế tới trước mắt luôn chả biết lúc nào hình như là xe mà xe đó ở bên đấy nó đang ngủ nó cầm con dao nó chém một cái cũng chưa chắc là chết nhưng mà hình như là súng nó được phát trong như rồi rồi đó bên phố chú ở nè hai thằng lái xe tuyết cái nó trần nó đụng cái đuôi đằng này hai đứa nhà xuống đất lộ ra một sẵn chết tầng thơ không có sử dụng súng đó mà nó lộ không cũng chết gì thế rồi lái xe cũng có đánh nhau nữa à, trời cái lái xe mà xe bị tuyết cái trời tuyết cái trơn á mà nó ủi vô đất mà mình ra mình xin lỗi rồi cũng chuyện xin sổ lên nữa không ủi lộ rồi vậy còn còn cái đó nữa một thằng chết một thằng thì đụng xe thì vứt nó cho bảo hiểm nó lo thôi nhưng mà nhiều lúc nó cách giữa một khoảng đất trống ví dụ như đây đi xuống ở bên kia là nó cách khoảng đâu 200 thước đất trống để ở giữa vậy để làm cái lên là mỗi lần làm cao tốc đấy nó tốn kém nhỉ để tỏa này kia nó làm nhanh lắm mà nó trải đường là làm rất là mệt máy móc không đâu dùng sức người nhiều đâu đưa cho robot ra đi robot trước, rồi. Thông đường ra cái là nhưng mà nó cái phần lề móng các thứ nó đã là đấy rồi, thấy nó làm cái đường nhanh, dài dài. Ví dụ nhựa đường á là nó cuốn sẵn trong một cái ống vậy đó, rồi bắt đầu rải ra. Mình ở dưới đây phải không? Quay đầu gần lại này. Tháp 81 tầng á, sâu tầng á, thấy người ngồi trong luôn. Đúng. Đi nó xa
cháo nữa. Quay ngược lại cái này luôn à? Đó, quay này 360 luôn à.
bóp kèo rất hồn hào. Cái đó đấy, hỏi đúng không?